Ông Tứ Quốc Hồng xin kính chào tất cả anh chị. Giới thiệu mấy chị tác phẩm Trung Phú Quý được chế tác trên chất liệu gỗ nu kháo anh chị nhá. Vâng, chất liệu nu kháo với những cái bông hoa nu, cái chiều rất, cái chiều sâu rất 3D, rất đẹp anh chị nhá. Trên dòng nu kháo thì cái giá trị nó ít hơn là nu nghiến. Nu nghiến thì rất nhiều mà nu kháo thì không có nhiều bằng nu nghiến. Và cái mỗi một cái một dòng gỗ thì có những hoa nu của nó này mang đến cái dáng dấp và cái độ chiều sâu 3D mô hoa nu lại khác nhau, mang dáng dấp riêng của từng loại gỗ. Và ở nu kháo thì cái bông hoa nu thì rất có nhiều, có cái chiều sâu anh chị nhé, chiều sâu trông rất đẹp như anh chị đã thấy là em quay đây. Và cái bình cái Trung Phú Quý này có chiều cao là 38 mà ngang là 22 nhá. Vâng, cao 38, đường kính là 22 và có giá bán là 4 triệu chưa bao ship anh chị nhé. Vâng, cao là 38, ngang là 22, giá bán là 4 triệu cho bao ship cho Trung Phú Quý trên chất liệu gỗ nu kháo này. Nu kháo thì có nhiều cái màu vàng khác nhau, tùy vào cái do mình tẩy, cách mình tẩy chị nhá. Do cách mình tẩy nên có nhiều màu vàng khác nhau. Bây giờ mình tẩy, có thể tẩy mạnh tay, tẩy nhiều thì nó màu vàng, thì nó tẩy mạnh tay quá thì màu nó vàng nhờ nhờ, và tẩy vừa đủ, tẩy vừa vừa thì là nó sẽ có màu vàng đậm hơn đó, có màu vàng đậm. Và nếu mà tẩy nhẹ nhẹ, tẩy nhẹ nhẹ vừa phải như là cái Trung Phú Quý này đó, thì nó có màu như này. Và mỗi một cái màu, mỗi cách tẩy thì nó cho ra cái màu sắc của cái và cái chiều sâu của bông hoa lu nhìn nó khác nhau. Và anh chị nào hữu duyên muốn muốn sở hữu cái Trung Phú Quý này với giá là 4 triệu chưa bao ship, hay liên hệ với Từ Ngỗ Sở Hồng, số điện thoại 0987336318 nhá. Cái chiều sâu của bông hoa lu nó phụ thuộc vào cái cách mình tẩy, và mỗi cách tẩy thì sẽ này cho một cái bông hoa lu cái kiểu màu sắc và cái chiều sâu nhìn nó khác nhau. Đấy, vâng, rất cảm ơn anh chị. Và nếu anh chị nào mà muốn sở hữu hay liên hệ với